Ta cùng đến với plan show cho ngày 30 tháng 4. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta có một cây nến giảm điểm, tuy nhiên là có kéo xả rất mạnh đúng không? Viên Á xả mạnh xuống vùng vùng 19-20 đúng không? Quanh cái mốc giá 21-22 này, chúng ta có một cái lệnh bài ở vùng vùng này đi lên, và chúng ta đi lên trên vùng giá 44 cộng trừ đúng không? Chúng ta sell xuống. Như vậy là thị trường tiếp tục sideways biên rộng đúng không? Và ngày hôm nay cũng vậy. Sau khi mà cây nến màu xanh nó bị kêu cái đáy này thì chúng ta tiếp tục là gì? Ưu tiên canh canh sell ở bên trên và canh canh bài dưới này. Đó. Và hiện tại ngày hôm nay chúng ta có chào đón một cái tin ở 21 giờ. Cái tin này thì niềm tin tiêu dùng đúng không ạ? Dự báo thì đang chỉ số đang giảm, dẫn đến là đồng U có thể là trong ngắn hạn sẽ có những sự điều chỉnh, và vàng có thể bật tăng lên. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là hiện tại thì con vàng này nó đang tạo ra một nguyên nhân ở đây, và rất có thể nó sẽ xuống và có những cái cú rũ bỏ cuối cùng trước khi hồi phục đi lên, hồi phục theo tin. Như vậy là chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là những vùng nào thì chúng ta có thể bắt buy được. Đó. Thì cái chiến lược trước đó là chúng ta có những cái lệnh buy ở vùng giá 9805 và chốt lời dần ở vùng 4451. Giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta vẫn tiếp tục đánh buy swing. Buy swing thì buy swing chúng ta sẽ về khung ngày, chặt ngày chúng ta sẽ tìm những cái vùng FVG, nếu như mà có những biến động lớn về đây chúng ta vẫn buy từ đây đi lên, và mục tiêu là kill cái đỉnh này, kill cái buy side ở trên này. Đó, các cái vùng giá này nhá. Đây là những vùng mà swing khung ngày nếu như có về đây 224x. Đó, mục tiêu của chúng ta sẽ ăn khoảng tầm 2000 pip lên trên vùng này. Còn nếu như ngắn hạn hơn thì mọi người vẫn chúng ta vẫn canh những cái lệnh buy ở cái vùng OB này trước tiên đã. Và gần hơn là chúng ta sẽ canh buy sau khi mà nó quét thanh khoản ở cái vùng giá 19 20 này. Đó, chính là cái vùng giá từ quanh mốc giá 13 đến đến 17 18. Chúng ta có thể canh buy ngày hôm nay được rồi, đúng không? Trước đó ngày hôm nay chúng ta sẽ canh sell xuống, và mục tiêu chúng ta sẽ đánh về vùng 28 26 trước khi cái vùng này nó có thể là đỡ ngắn ở trong phiên Á và nó bật lại, đúng không? Nó bật lại. Đó, nó bật lại thì cái mốc bật lại chúng ta sẽ view là nó có thể là loanh quanh ở cái vùng bên trên thôi, cái vùng 36 38 chúng ta có thể lại canh sell xuống, cáp xuống. Và mục tiêu của chúng ta là gì? Vẫn chờ đợi một cái BTR từ vùng giá 26 đến 446 quanh vùng này. Sau đó thì có những nhịp spring rũ bỏ thủng cái vùng giá 20 cho phiên phiên Mỹ, sau đó nó kéo lên thì ngày hôm nay kỳ vọng thứ ba nó sẽ tạo đáy. Đây, chúng ta có một cái biên TR từ vùng giá 26 đến vùng giá 46 đúng không? Quanh quanh vùng giá 46 44 ở bên trên. Đó thì chúng ta sẽ đánh chay ở trong biên này. Chay trong biên này. Trong phiên Á và phiên Âu. Gần gần hơn ở trong phiên Âu chúng ta cũng có những cái vùng ngắn hạn hơn, chúng ta có thể canh sell ở mốc giá 37 đến 39 này. Đó. Và mục tiêu ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt một nhịp spring ở đây, spring đây. Thì spring này thì có thể là gì, nếu như mà thị trường mà yếu thì nó sẽ quét quét thằng thằng đáy này đúng không? Kêu thằng PD low ngày hôm trước nó quét về lên quanh cái vùng giá 15 đến 18, chúng ta có thể canh bài lên. Mọi người thấy là ở đây khi sau khi nó hấp thụ cái, đi lên trên những cái vùng 4x này, 46 50 này, lượng cung bắt đầu giảm dần. Cung giảm dần thì bây giờ chúng ta chờ những cú rũ bỏ cuối cùng, sau đó thì có demand tham gia vào, và có xác định tín hiệu của side uptrend sau khi mà nó phá gỡ vỡ được cái đường xuống tăng này, xuống giảm này, thì chúng ta cùng kỳ vọng nó sẽ hướng lên trên vùng vùng 7x. Đó, kỳ vọng hướng trên vùng 7x. Tuy nhiên nhớ là gì, tất cả những cái lệnh mà chúng ta buy ở dưới này chúng ta vẫn phải chốt lời quản trị vốn bớt ở vùng 44 đến vùng 51 mọi người nhé. Và chúng ta chờ đợi những tín hiệu confirm của cái TR quanh mốc 26 đến đến 44. Đó, thì trong phiên Á phiên Âu chúng ta vẫn có thể tham mình các mốc này. Đó, chút nữa giá khi mà về vùng 25 26 là anh em có thể là một lệnh buy scalp đi lên. Một lệnh buy scalp đi lên. Và mục tiêu phiên Á thì chúng ta cũng đánh về vùng 30 50 pip thôi, 70 pip thôi đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta cũng có lệnh sell ở trên vùng 32 xuống đấy. Thì lệnh này thì chúng ta cũng kỳ vọng vùng xuống vùng này. Ngày hôm qua chúng ta vẫn sell ở vùng 44. Thì chúng ta kỳ vọng hôm qua mình đã kỳ vọng là nó quét thanh khoản vùng này đúng không? Thì tuy nhiên là gì, sau khi mà giá nó về về cái mốc giá 26 là cộng trừ này thì mọi người có thể chốt bớt các vị thế bên trên đúng không? Chúng ta sẽ đánh va đập ở trong pha B thôi đúng không? Chúng ta đang chờ đợi ở pha C ở đây. C có submarine đúng không? Đây ngày hôm qua chúng ta có
hai cái vùng sale ở phiên Âu mình đã view rất rõ rồi. Chúng ta có ngày hôm qua chúng ta có một vài kèo, lưu ý là chúng ta có một vài kèo của EU cũng tương đối ok đúng không? Mọi người chú ý là chúng ta cứ bật những cái timeframe lớn lên, những con OB của H1, những con FVG H1 M15 nhé. Sau đó chúng ta vào low time frame sau khi đã quét hết thanh khoản. Nhớ là chúng ta mua bán sau thanh khoản, cứ quét hết thanh khoản, sau đó chúng ta tìm cái tín hiệu đảo chiều, mô hình đảo chiều và cái cấu trúc đảo chiều của low time frame. Sau đó thì cứ thế quản trị theo RR thôi. Chúng ta không cần thiết chúng ta phải ngày hôm qua chúng ta có một lệnh buy ở đây. Chúng ta không cần thiết thì chúng ta phải sau khi nó có mô hình đảo chiều của low time frame, không cần thiết chúng ta phải buy được lên trên quét buy side trên này. Chúng ta chỉ cần buy side gần hơn ở cái mốc này của buy error quản trị vốn được rồi, đúng không? Ở trên này chúng ta cũng có những lệnh sell xuống. Không cần thiết chúng ta phải ăn full 7 error. Đôi khi anh em chỉ cần tìm cho mình một cái chiến lược đó là chỉ ăn khoảng hơn 2 error đến 3 error nhất quán thôi. Và ngày nào cũng vậy, đều đều như vậy, đúng không? Và trong một tuần rất ít lệnh thua cho những cái setup như vậy thì là chúng ta đã là người chiến thắng rồi và kỷ luật, đúng không? Không cần thiết mà chúng ta phải vẽ full TP tận đỉnh tận đáy cả. Nhớ là chúng ta không cần thiết mà chúng ta phải có những cái kèo ăn một mấy chục error, rất là khó đúng không? Rất là khó. Mọi người back test thì nó ra như vậy thôi, chứ còn thực chiến đi tiền thật hoặc là chơi quỹ thì chúng ta chỉ cần ăn 3 error thôi, loanh quanh những setup nhất của ăn 3 error thôi và chúng ta sẽ chờ đợi. Ví dụ như con EU này cứ chờ đợi quét thanh khoản đi, những vùng OB FVG của 28 phim đúng không? Tất cả những con khác cũng vậy. Tất cả những con đuôi hưu ngày hôm qua cũng có setup tương đối đẹp. Ngày hôm qua có Q zone, ngày hôm qua có Q zone của AU ở trên này sell xuống. Đúng không? Sau đó thì giá quét thanh khoản. Liên tục quét thanh khoản anh em mua bán sau thanh khoản đúng không? Sau khi mà có quét thanh khoản rồi tìm mô hình đảo chiều, cấu trúc đảo chiều của low time frame đúng không? Chơi xuống và quản trị RR đúng không? Đó, ví dụ con AU ngày hôm nay mọi người có thể chú ý mốc OB còn FPG ở đây. Sau đó thì tiếp tục vào vào low time frame. Đó, vào M1, M3, M5 đều được nhá. Chúng ta đánh RR khoảng tầm 1-3 là được. Đó, không cần thiết chúng ta phải không cần thiết chúng ta phải full DP lên đây. Đó, mà chúng ta chỉ cần lên đây thôi. Và sau khi có lãi một lệnh ở ở đây rồi thì chúng ta kỳ vọng lúc đó thì chúng ta kỳ vọng tái tích lũy đúng không? Về FVG đánh đánh đó thì thị trường chúng ta kỳ vọng là gì? Tích lũy tái tích lũy rồi lên đây Q buy side thì lúc đó chúng ta sẽ kẻ Fibonacci lên cái mốc 4 4.5 thì chúng ta sẽ chốt lời trên này thì kỳ vọng một lệnh mới ở đây nó an toàn hơn rất nhiều, hoặc là chúng ta sẽ phải chốt một nửa vị thế ở đây. Đấy là cách chúng ta sẽ phải quản trị vốn nhé. Ngày hôm qua con EU của giúp mình ăn rất nhiều rồi, học viên rồi anh em chơi con EU này, con US100 ngày hôm qua thì chúng ta cũng có những cái setup ngày hôm qua đây đúng không, có báo mọi người rồi. Chúng ta có setup này 4R đây, 2R đây cũng được khoảng 4R full đấy. Đây mọi người thấy, mình cho mọi người xem lại cái setup ngày hôm qua. Thì lý do tại sao chúng ta setup này thì vẫn là gì, quét thanh khoản đúng không, quét buy side sell side, sau đó thì tìm cái cấu trúc đảo chiều thôi về FVG các kiểu đấy. Đây này mọi người thấy không, buy sell trên này xuống xuống đây lốc gáp, sau đó thì có tín hiệu đảo chiều canh buy tại OB còn FVG đúng không, lên trên vùng xe của FVG M3 xong lại sell xuống tiếp. Đây con EOS 100 qua setup kèo của mình ở đây đúng không, giá chạy y xì lúc luôn đó. Và quay trở lại những cái timeframe lớn hơn, chúng ta có những cái vùng OBFVG kiểu gì ngày hôm qua con này chọc về những vùng đó. Đây mọi người chú ý này, thị trường nó chỉ đi như vậy thôi, nhớ là thị trường nó chỉ đi như vậy thôi. Đây này chọc về xong rồi có cấu trúc đảo chiều chúng ta lại bay lên, đơn giản đó. Thị trường nó chỉ có cấu trúc nó chỉ đi như vậy thôi, đó chính là gì, lấy thanh khoản trong lên queue thanh khoản ngoài nhá, lấy thanh khoản trong lên queue thanh khoản ngoài. Mà khi mà về đây có thay đổi cấu trúc hoặc có ít nhất là có những cái mô hình đảo chiều, đây là mô hình đảo chiều đúng không, thì chúng ta có thể là chơi chơi đi lên. Và tất nhiên rồi quản trị vốn theo RR, cứ RR quản trị vốn đó thì chúng ta có thể là gì,
lên trên này chúng ta BE lệnh đúng không? Sau đó thì target lên ít nhất 2R trở lên. Đó. Rất nhiều các chiến lược của SBT nhé, anh em có thể chơi theo Wildcorp, SMC, ICT đều được. Tuy nhiên là nhớ là chúng ta sẽ phải tuân thủ kỷ luật và có cả SL được nhé.